Và bây giờ sẽ trở lại với phần dự thi của các thí sinh. Xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trương Lê Sơn, ca khúc Tầm Gửi. Xin cảm ơn. Và với ca khúc này, xin mời quý vị cùng đến với phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 10, Quỳnh Anh. Nhạc phẩm Tầm Gửi. Và sau đây để chúng ta xin mời nhạc sĩ Linh Phương. Chào em. Dạ, chào cô ạ. Em hát bài nhạc rumba này nhịp điệu rất là rõ ràng. Cô thích bài này em hát. Cảm ơn. Nhưng mà bên cạnh đó, đó thì trong một bài nhạc đó em cũng phải có cường độ. Thấy không? Trường độ này kia. Em hát đều. Có những chỗ khoan nhạc như những lần trước cô nói, những chỗ mà mình cũng phải hát lên một chút xíu để người ta nghe rõ cái lời.
em hát rất là tới, nhưng mà cô chỉ nói cái vấn đề trong một bản nhạc mình phải có những cái tiết tấu, những cái lớn nhỏ này kia thì mình nó mới thực hiện được nguyên trọn vẹn một bài ca nha. Xin cảm ơn cô ạ. Vâng, xin cảm ơn nữ nhạc sĩ Linh Phương. Vâng, và xin cảm ơn em nhé, để chờ kết quả.